ở Kiên Giang nha. Ở Kiên Giang. Thôi thì xa thật, để con được ơn gì của Chúa. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người. Đây con được ơn gì cả luôn. Con được Chúa ban cho con được hết bệnh. Con đến đây mới là lần thứ hai cha. Nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con được hết cái bệnh. Mà trước con lên này cái gối này nó sưng này ra. Rồi tay chân con nó bị khớp để điện ta. Dạ con lên đây rồi con được hết, con mừng quá lên con tạ lên Chúa rồi con. Lần đầu tiên thì như thế trong cái bệnh nó như thế nào kể rõ cho mọi người nghe. Đầu tiên là con bị thoái hóa cột sống ở trên này 4 đốt nha, ở dưới này 3 đốt. Rồi sau đó nó xuống hai cái đùi con, tối nó tê lắm nha. Rồi ngủ phải có hai cái gối chiên vô, nó mới nhức lắm. Mà đêm nào con cũng uống thuốc nhức nha. Rồi sau khi đó con lên đây là cha cầu nguyện Chúa thương con. Giờ về con đâu phải uống thuốc, một tháng nay con không uống thuốc nào ra. Rồi con về. Còn những cái gia đình ở dưới đời đi với con nữa mà chưa. Bây giờ có con có dẫn người anh con với người chị dâu ngoại đạo tới đây nè cha. Dạ. Để cha cầu nguyện cho người, cho người chị hết bệnh với cho người chị con sẽ trở lại đạo. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Giuse Leon Sơn, 62 tuổi cha. Còn ở ấp Kinh 5B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Xin xem một người 62 tuổi ở Kiên Giang. Lần thứ nhất đến đây với căn bệnh anh vừa mới nói. Lần thứ hai đến đây để làm chứng và không còn những căn bệnh mà anh ấy nói. Và dắt thêm được một gia đình nữa ngoài đạo đến đây. Hoa trái đằng sắp sửa trổng sinh. Anh chị em cầu nguyện để họ đến đây họ cảm nhận được ơn của Chúa, họ quay về với lòng thương xót của Chúa. Đây, gửi cái máy này là cho cái gia đình đó, đó chứ không phải cho con đâu nha. Cái gia đình mà con chấp đến đó, nha, tặng cho họ, nói với họ là cộng đoàn này rất là hoan hỷ đón nhận những anh chị em ngoại đạo đến đây để chia sẻ niềm vui với gia đình giáo điểm Tin Mừng. Mấy lời ra, bởi vì những người ở xóm con có hỏi chứ lên đó ổng làm sao mà hết con ấy là nếu mấy ông đi với con á, nếu mà tin vào Thiên Chúa á đi, còn không tin thôi mấy ông đừng đi uổng tiền. Rồi người ta hỏi chứ không có cho uống thuốc rồi nó không bệnh á, tôi bị thoái hóa cột sống rồi rồi. Con thì cha một ngày với hai ngày là con cạo gió cổ này cha, nó mỏi nó nhức con chịu không được. Từ ngày con đến đây con không có cạo gió nữa, mà bây giờ một ngày con tắm đêm có khoảng 3 giờ, 2 giờ con tắm coi như là thoải mái luôn đó cha. Rồi mấy ông kia hỏi con gì con nói nếu lên đây tính thác vào Chúa không hết, tôi bảo đảm ông tôi về tôi ăn cỏ chứ tôi không ăn cơm. Con nói thẳng với họ luôn. Cảm ơn con. Rồi chúng ta mời đó.